Ấy, thế thì bây giờ này, chúng ta nhìn đây, muốn con vào quy trình và trật tự đúng không? Thì bây giờ này, giải pháp cho con vào quy trình và trật tự chúng ta hãy làm cho mẹ như sau. Nó cầm một cái cây bút lên, mở cái cây bút ra như thế này. Chúng ta nói là khi mình viết bút xong á, là con phải nắp vào như thế này nè con. Rồi, con nắp vào cho mẹ thử xem nào. Nào, con nắp vào xem nào. Khi viết bút xong thì phải làm thế nào? Đấy là làm mẫu trước mặt con, tức là nó hiểu nắp vào là thế nào. Hãy làm mẫu vào. Đấy, khi con viết bút xong thì cây bút là phải để vào giỏ. Đây, cây bút là phải để vào giỏ. Thế thì á, chúng ta luôn phải chỉ cho con biết là khi con về, đôi dép là phải để ở đâu. Và ngày nào chúng ta cũng phải làm để đứa trẻ nó nhìn thấy. Và chúng ta phải nói ra bằng miệng để cái ngôn ngữ vào, cộng như là cái hình ảnh cũng như âm thanh nó được đi qua nó. Nói và làm nha, để nó nhìn thấy, để nó hấp thụ được nha. Mẹ hãy cầm cây kéo lên, mẹ hãy cắt này, cắt giấy này. Mẹ nói là khi cắt xong á, thì kéo là phải cắm vào trong lọ nha. Khi nó cầm cây bút nó viết lên nha, mẹ bảo là bút là viết lên giấy nha con. Bút không được viết lên trên tường. Bút không được viết lên trên tường. Thế là gì? Đứa trẻ nó sẽ hiểu là bút là chỉ được viết vào tờ giấy là thôi, hoặc viết lên trên bảng của nó thôi, chứ không được viết lên trên tường. Có nhiều các cha mẹ còn biện hộ vì biện minh cho cái sự gọi là gọi là thiếu hiểu biết về cách nuôi dạy con thì còn thế này. Ôi con em nó vẽ trên tường thì nó lại càng trở thành một nhà gọi là nhà gì? Ở nó càng sáng tạo. Ôi trời ơi. Các cha mẹ có biết không? Các cha mẹ đã có một cái sự biện luận gọi là rất là không ok. Các cha mẹ lên nhà mẹ hẹ mà xem, không có bất kỳ một nét vẽ nào trên tường cả. Vì mẹ hẹ luôn dạy con của mình cách là bút lông là phải viết ở trên bảng. Bút này á là phải viết ở dưới cái này. Bút lông có thể viết được ở giấy hoặc ở trên bảng thôi, chứ tuyệt đối không được viết lên trên tường. Cứ khi cầm cái bút lên thì mẹ lại bảo, ô thế thì bút này thì được viết ở đâu con nhỉ? Ấy, thế khi cái bút xong thì cái bút bạn bút phải nằm ở đâu nhỉ? Ở đây. Đặt vị trí nào đúng vị trí đó. Dạy cho con ngay từ bé. Thế nhá. Thế thì có phải là chúng ta sẽ làm một nhiệm vụ đó là cái gì thì để đúng vị trí của cái đó. Bây giờ tiếp tục này. Mẹ cứ đi về, mẹ cầm cái chùm chìa khóa về đến nhà thì mẹ lại lắc lắc cái chùm chìa khóa này. Reng 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 bạn chìa khóa thì nhà mẹ nó có một cái ổ chìa khóa ở trên cái kệ. Thì cứ đi về một cái thì mẹ lại dắt Mina, ví dụ chào Mina xong một cái nào. Mẹ cứ làm gương để chào Mina nhé. Mẹ về xong ôm nó vào lòng một cái xong bây giờ nào mẹ sẽ cầm bạn chìa khóa, cầm chìa khóa là phải để vào trong cái ống nha. Thế là hai mẹ con dắt tay nhau vào và để vào cái ống đấy. Ngày nào đi làm về mẹ cũng làm một nhiệm vụ như vậy. Thế thì con của mẹ hẹ nó sẽ hiểu là cái chùm chìa khóa đấy nó phải được đặt ở trong cái ống đó. Được không ạ? Đấy, thì lại cứ lặp đi lặp lại là ông ngoại và thành công. Thế thì đứa trẻ nó sẽ hiểu là cái chùm chìa khóa này phải để ở ống. Thế các cha mẹ cứ làm như thế đi, đến cái lúc mà các cha mẹ đâu phải đi tìm chìa khóa có đúng không? Làm gì phải đi tìm chìa khóa? Nhiều khi thì bảo ôi tôi chết rồi, cái chìa khóa không biết anh để đâu ấy nhỉ? Vì chúng ta đã không có thói quen đúng. Nên rồi chúng ta đã chả dạy con của chúng ta được, nó là như vậy đấy. Nhà mẹ hẹ là cướp cái nào để vào cái đấy. Thế mẹ hẹ đi từ dưới nhà bếp mà đi lên nhà trên, hoặc từ dưới bếp mà đi lên trên lầu, thì mẹ thấy là cái nào nó ở trên lầu mà mẹ hẹ đang để nó ở vị trí không đúng, hoặc con gái mẹ hẹ để không đúng, thì mẹ hẹ lại làm nhiệm vụ là thôi đi lên một cái và mẹ hẹ lại hỏi Mina là ố thế Mina ơi, cái bạn này thì để ở đâu nhỉ? Đấy, thế là lại để nó vào đúng vị trí. Thì mình phải dạy cho con mình cái cách là vật nào để đúng vị trí của vật đấy. Đi học về một cái là cái cặp là phải dạy cho con mình phải để vào chỗ này. Cứ ngày nào về một cái là đây nhá, bạn cặp nằm ở đây nhá, tạm biệt bạn cặp nhá, bạn cặp phải nằm ở cái chỗ bàn này. Hoặc quyển sách này là học xong là phải để trên kệ nhá, đây là chỗ của bạn sách này. Cái đứa trẻ nó cực kỳ thông minh và nó học rất là nhanh và nó nhớ rất là lâu. Ấy thì chúng ta cứ để đúng vị trí thôi là cái cách cho con của chúng ta vào nề nếp. Khi mẹ hẹn bước chân về đến nhà cái đôi dép, mẹ hẹn là bảo rồi, chào bạn Zep và cảm ơn bạn Zep nhé. Bây giờ bạn Zep phải về đúng vị trí của mình. Là bạn Zep cần phải để lên trên kệ. Thế là mẹ hãy móc cái đôi dép vào, mẹ hãy để lên trên kệ. Cái xong hai mẹ con để vào trên dép trên kệ ngày nào cũng thế. Cứ đi về là lặp đi lặp lại cái điều đấy. Thế là con của mình nó cũng có thói quen. Cũng có khi nó lười á, nó không để. Thế mẹ bảo ố sao Mina lại quên à, bạn dép bạn ấy ở đâu nhỉ, bạn phải ngủ ở đâu nhỉ, con để ở đây rồi tối sao bạn ngủ. Thế là lại cầm đôi dép ton để vào vị trí đúng trên kệ. Cứ chỗ nào vào chỗ đó, rất nguyên tắc, rất kỷ luật.
Các cha mẹ thấy chưa? Nhưng khổ nỗi các cha mẹ cũng bừa phứa lắm cơ. Hôm nay cái tai nghe đeo thì quăng chỗ này, xong lát mà không biết là cái tai nghe nó để ở đâu ấy nhỉ? Đấy, xong mặc cái áo khác về treo lên một cái treo trên tường, hôm thì treo chỗ này, ngày mai thì treo chỗ khác cơ. Cái xong bảo ôi không biết cái áo hôm qua mẹ mặc đâu ấy nhỉ? Nhất là những ông bố có cái cây zenith mà hay đóng thùng ấy, sao vin quần áo đúng không? Đóng thùng vào. Ôi mẹ mày kêu tìm cho ba cái cọng zenith xong nào để ở đâu ấy nhỉ? Sao mà không biết đi đâu nhanh 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 nhanh, không là đi làm trễ rồi. Chính chúng ta còn không có nề nếp cơ thì làm sao mà dạy con vào nề nếp nhá. Vậy thì muốn con nề nếp thì các cha mẹ phải giúp cho mẹ hẹ này. Bước 1 để vào đâu, bước 2 để vào chỗ nào, vị trí nào, cứ đúng vị trí cứ cho mẹ hẹ. Và cứ lặp đi lặp lại là ông ngoại và thành công. Con của chúng ta nó sẽ đi đúng cái luồng này, về hình ảnh này, nhìn và phải nói ra nha các cha mẹ. Phải nói chứ không phải chúng ta chỉ làm. Chúng ta nói ra luôn để hình ảnh và đứa trẻ nó hiểu là dép là phải để lên trên kệ. Vừa phát triển ngôn ngữ, vừa có một cái thói quen. Em bé lớn của chúng ta cũng phải thực hiện điều này. Nhưng em bé lớn thì bây giờ chúng ta không thể như những đứa trẻ con được, mà chúng ta phải quy định với con là đây nha, cái dép thì phải để vào đây, cái bàn thì phải để chỗ này, cái áo thì phải để vào đây. Từ nay đi mẹ quy định là con đi xe về thì con phải để cái chìa khóa vào cái chỗ ống này. Thì cứ thế mà chúng ta để vào thôi, và chúng ta đồng hành với con của mình thì con của chúng ta và chính chúng ta cũng sẽ có một cái thói quen đấy. Ấy thì giúp cho con vào nề nếp là như vậy.